Chọn nghề nghiệp nghĩa là chọn cuộc sống, chọn tương lai cho chính mình. Vì vậy, ngoài các trường đại học cao đẳng đào tạo, thì các đơn vị dạy nghề trên địa bàn thành phố Đà Nẵng cũng tổ chức nhiều hoạt động hướng nghiệp thực tế dành cho sinh viên để nâng cao kỹ năng làm việc hoặc bổ trợ cho công việc chính của mình sau này. Theo đó, Hướng nghiệp Á Âu Đà Nẵng đã tổ chức ngày hội xin nghề để sinh viên được trải nghiệm các ngành về dịch vụ du lịch. Ngày hội đã thu hút đông đảo các bạn sinh viên tham gia. Tại đây, các bạn đã được trải nghiệm miễn phí các lớp học, hóa thân thành người làm nghề thực thụ như đầu bếp, làm bánh, pha chế, nhà hàng, khách sạn. Được hướng dẫn bởi đội ngũ giáo viên là các chuyên gia ẩm thực, bếp trưởng, có nhiều năm kinh nghiệm, đang làm việc tại các hệ thống nhà hàng, khách sạn nổi tiếng, uy tín trên địa bàn. Đặc biệt, các bạn cũng được trực tiếp thực hành và được các giáo viên chỉnh sửa ngay tại chỗ để có thể tạo ra những sản phẩm chất lượng. Nhiều sinh viên tham gia hiện đang theo học các ngành liên quan đến du lịch khách sạn tại các trường đại học cao đẳng. Em được học hỏi rất là nhiều điều, chẳng hạn như là về cách cầm ly như thế nào, cách phục vụ bàn như thế nào. Dạ, còn về pha chế thì em được phân biệt những cái loại ly, loại rượu, loại cocktail rồi. Em thấy ngày hội này rất là bổ ích, với lại giúp cho em có được những cái kinh nghiệm để em thể tự tin em làm dịch vụ. Ngày hội xin nghề với thông điệp là để thấy nghề trong tầm mắt mà không đợi xin nghề xa tầm tay. Ngày hội này thường được đơn vị tổ chức tại những tỉnh thành lớn, có nhiều trường đại học để tạo ra nhiều cảm hứng và động lực làm việc cho giới trẻ đang theo học các ngành liên quan đến dịch vụ du lịch, đặc biệt với những bạn sẵn sàng dấn thân thêm ít nhất một nghề tay trái như trở thành food vlogger, pha chế, làm bánh, kinh doanh F&B. Muốn cho bạn một cái trải nghiệm thực tế mới về các ngành nghề hiện tại đang là xu hướng như là pha chế ha, hoặc là làm bánh, làm kem, để cho các bạn sau này có nhiều cái cơ hội lựa chọn nghề nghiệp hơn. Những ngày hội như thế này giúp các bạn sinh viên có góc nhìn thực tế hơn, là cơ sở giúp cho các bạn đối chiếu lại những hiểu biết hoặc sở thích ban đầu của mình để củng cố thêm sự lựa chọn trong quyết định hướng nghiệp cho tương lai.